Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến! Theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc, nhiều nơi chỉ phổ biến từ 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi ở khu vực Nam Định, Hải Dương hay đối với tỉnh Thái Bình đều cho rằng heo ba máu, loại siêu, loại đẹp thì mới bán được mức giá 60.000 đồng, còn không thì đang dưới mức giá này. Các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay cao nhất cũng chỉ đạt 58.000 đồng trên 1 kg, Thậm chí nhiều hộ chăn nuôi báo giá không định quán của tỉnh Đồng Nai chỉ ở mức giá 56 cho đến 57.000 đồng trên 1kg mà thôi. Hiện giá heo hơi có chiều hướng giảm nhẹ do ảnh hưởng bước vào tháng 7 âm lịch là tháng ăn chay của người theo Phật giáo nên sức tiêu thụ có xuống giảm và người chăn nuôi vẫn đang rẻ dặn tính toán trong câu chuyện tái đàn vì lo nhiều rủi ro bởi yếu tố khách quan. Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Kim Đoán cho biết, điều e ngại không nhỏ của người chăn nuôi hiện nay là tình trạng nhập lậu heo sống từ các nước lân cận về Việt Nam đã ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường nội địa. Vì thế, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như các địa phương đang quyết liệt ngăn chặn tình trạng nhập heo lậu qua biên giới. Nếu khó khăn trên được giải quyết, giá heo hơi có thể sẽ ổn định ở mức 60.000 đồng trên 1 kg, giúp người chăn nuôi có lợi nhuận và ổn định phát triển trong thời gian tới, đặc biệt là phục vụ cho dịp cuối năm. Ghi nhận trong ngày hôm nay, đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc, phổ biến dao động từ 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Hiện, rất ít địa phương có mức giá 60.000 đồng trên 1 kg. Kể cả các tỉnh ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và một số địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi. Ngay như khu vực Thái Nguyên, Vĩnh Phúc hay là đối với tỉnh Phú Thọ trong ngày hôm nay, mức giá 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg phổ biến nhiều hơn. Hay khu vực Hưng Yên trong ngày hôm nay cũng chỉ ở mức 58 cho đến 59.000 đồng. Thái Bình dòng siêu ba máu loại đẹp thì mới được mức giá 60.000 đồng trên 1 kg. Nhiều địa phương ở khu vực vùng cao trong ngày hôm nay cũng chỉ ở mức 57 cho đến 59.000 đồng, cả các tỉnh ở khu vực Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu và Điện Biên hay một số địa phương ở khu phía Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang. Giá heo hơi đã có xu hướng giảm bắt đầu kể từ giữa tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên theo các chuyên gia, giá heo hơi của Việt Nam dù giảm nhưng so với các nước lân cận vẫn còn cao. Bên cạnh đó, giá thành chăn nuôi gần đây giảm nhẹ theo giá thức ăn chăn nuôi giảm nên giá bán heo hơi hiện tại vẫn đảm bảo cho người chăn nuôi có lãi. Nếu chính quyền địa phương kiểm soát tốt tình trạng heo nhập lậu để ổn định sản xuất ở trong nước thì người chăn nuôi có thể yên tâm tái đàn, đảm bảo nguồn cung. Cũng ghi nhận trong ngày hôm nay, một số địa phương ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên hầu như không có sự biến động nhiều. Ngay như các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên như Đắk Lắk, Gia Lai hay đối với cục con Tùm phổ biến mức giá 56 cho đến 58.000 đồng một số địa phương ở khu miền Trung như Thanh Hóa và Nghệ An vẫn đang dao động ở mức 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Nhưng các địa phương như Phú Yên, Khánh Hòa hay khu vực Bình Định đã dưới mức giá này 56 cho đến 58.000 đồng là khung giá phổ biến ở các tỉnh thuộc thị trường miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay. Giá heo hơi của công ty cổ phần chăn nuôi CP ở khu phía Nam đã giảm thêm 1.000 đồng trên 1 kg với nguồn heo thịt bán ra đồng thời duy trì chính sách chiết khấu. Chính vì vậy mà giá thực phẩm của các doanh nghiệp này hiện nay chỉ còn 58.000 đồng trên một kg, khiến cho giá heo hơi ở trong dân cũng giảm theo. nguồn cung heo có chất lượng tốt ở cả thị trường miền đông và miền tây nam bộ trong ngày hôm nay cao nhất phổ biến là 57 cho đến 58.000 đồng đối với những đàn heo xấu thì ở mức 55 cho đến 56.000 đồng trên một kg. Ki nhận cuộc đồng nai. Bà Rịa Vũng Tàu hay khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương có mức giá phổ biến từ 56 cho đến 57.000 đồng, ít địa phương bán ở mức giá 58.000 đồng trong ngày hôm nay. Hay đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ như Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu phổ biến mức giá từ 55 cho đến 57.000 đồng. Cũng có những đàn heo bán được mức giá 58.000 đồng trên 1 kg. Nhưng phải là heo đẹp Cụ thể, theo nhiều hộ chăn nuôi báo giá cục Long An, heo đẹp thì mới bán được mức giá 57 cho đến 58.000 đồng, không thì chỉ ở mức 56.000 đồng là phổ biến. Hay đối với khu vực Tiền Giang, heo đẹp vẫn ở mức giá 58.000 đồng trên 1 kg. Chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc, thủ đô Hà Nội, Phổ biến mức giá 57 cho đến 59.000 đồng trong ngày hôm nay. Kỳ nhận ở huyện Ứng Hòa của thành phố Hà Nội, hộ chăn nuôi trong ngày hôm nay báo giá phổ biến 57 cho đến 58.000 đồng. Hưng Yên trong ngày hôm nay có mức giá 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Ở huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên, mức giá nhỉnh hơn 1.000 đồng khi mà những đàn heo đẹp vẫn bán mức giá 59 cho đến 60.000 đồng, hay khu vực Tiên Lữ của tỉnh Hưng Yên ở mức 59.000 đồng trên 1 kg. Tỉnh Thái Bình dòng Ba Máu loại 1 với biểu cân 120kg có mức giá 59 cho đến 60.000 đồng. Hải Dương phổ biến mức giá 57 cho đến 59.000 đồng trên 1kg. Một số hộ thân nuôi báo giá khục Ninh Giang của tỉnh Hải Dương trong ngày hôm nay bình quân 57 cho đến 58.000 đồng. Hà Nam phối mức giá 56 cho đến 57.000 đồng. Hòa Bình trong ngày hôm nay có mức giá 57 cho đến 59.000 đồng trên 1kg ghi nhận một số hộ chăn nuôi báo giá cuộc tân lạc của tỉnh Hòa Bình dòng siêu ba máu vẫn có mức giá 59.000 đồng trong ngày hôm nay. Quảng Ninh phổ biến mức giá 57 cho đến 59.000 đồng. Trong khi đó, cuộc Nam Định và tỉnh Ninh Bình trong ngày hôm nay có mức giá 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, tại tỉnh Ninh Bình, một số hộ chăn nuôi báo giá cuộc Yên Cánh của tỉnh này cân heo siêu ba máu với biểu cân trung bình 120 kg, ăn mắng lác không cắt cám với giá 60 cho đến 61.000 đồng. Đây là bán nhỏ lẻ cho lái mù địa phương mới được mức giá cao như vậy. Trong khi đó, một số địa phương ở khu Trung Du và miền núi như khu vực Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay có mức giá 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ, nhiều nơi báo giá 57 cho đến 58.000 đồng như khu Thanh Sơn, Thanh Thủy của tỉnh này. Trong khi đó, khu vực Thái Nguyên có mức giá bình quân 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Tuyền Quang, một số hộ thân nuôi báo giá khu vực Yên Sơn có mức giá 57 cho đến 58.000 đồng. Lạng Sơn, 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Cao Bằng vẫn có mức giá 57 cho đến 59.000 đồng. Trong khi đó, Lào Cai và Yên Bái phổ biến mức giá 57 cho đến 58.000 đồng trong ngày hôm nay. Bắc Cạn phổ biến mức giá 57.000 đồng một số hộ chăn nuôi báo giá cục ba bể có mức giá bình quân 57.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Sơn La 57 cho đến 58.000 đồng. Trong khi đó, khi nhận một số địa phương ở khung miền Trung như Thanh Hóa có mức giá 56 cho đến 59.000 đồng. Nghệ An trong ngày hôm nay đa phần các hộ chăn nuôi báo giá 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh ở mức 56 cho đến 58.000 đồng. Trong khi đó Quảng Bình, Quảng Trị, 56 cho đến 57.000 đồng. Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay hầu như không có sự biến động với mức giá bình quân 57.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay cũng ít có sự biến động, như khu vực Quảng Nam 56 cho đến 57.000 đồng. Khu vực Quảng Ngãi ghi nhận trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên 56 cho đến 57.000 đồng, trong khi đó Bình Định ở huyện Hòa Nhân và Phủ Các, các hộ chăn nuôi báo giá 56 cho đến 57.000 đồng là nhiều. Khánh Hòa 57.000 đồng trên 1kg, trong khi đó Ninh Thuận 56 cho đến 58.000 đồng. Bình Thuận trong ngày hôm nay, một số hộ chăn nuôi báo giá cục Đức Linh có mức giá bình quân 56 cho đến 58.000 đồng. Các tỉnh ở cục Tây Nguyên như Đắk Lắc phổ biến mức giá 56 cho đến 57.000 đồng trên 1kg. Trong khi đó, đối với Gia Lai có mức giá 56 cho đến 57.000 đồng. Như khu vực An Khê của tỉnh Gia Lai, các hộ chăn nuôi báo giá 56.000 đồng trong ngày hôm nay. Còn Tùm dòng áp siêu có mức giá 56.000 đồng, dòng heo siêu thì ở mức 58.000 đồng trên 1 kg. Cuộc Lâm Đồng với mức giá 56 cho đến 58.000 đồng. Bảo Lộc báo giá trong ngày hôm nay ở mức 57 cho đến 58.000 đồng. Đắk Nông cũng không có sự thay đổi trong ngày hôm nay với mức giá bình quân 56 cho đến 57.000 đồng. Các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, Đồng Nai phổ biến mức giá 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, như cuộc định quán của tỉnh này báo giá 56.000 đồng. Bà Địa Vũng Tàu 56 cho đến 58.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương 56.000 đồng Bình Phước trong ngày hôm nay ở mức 56 cho đến 57.000 đồng. Tây Ninh cũng có mức giá tương tự trong ngày hôm nay. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây như Sóc Trăng trong ngày hôm nay có mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Trà Vinh 56.000 đồng trên 1 kg. khô Cà Mau phối mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Kiên Giang phối mức giá 56 cho đến 57.000 đồng. Tiền Giang ở huyện Cái Bè heo đẹp có mức giá 57.000 đồng trên 1 kg, xấu hơn thì ở mức 55.000 đồng. An Giang với mức giá 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long có mức giá 57.000 đồng. Long An trong ngày hôm nay có mức giá từ 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Vĩnh Long phổ biến mức giá 56 cho đến 58.000 đồng. Đồng Tháp phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng hành ngành như cuộc bến xe trong ngày hôm nay cũng chỉ ở mức 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Cần Thơ báo giá 56 cho đến 57.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.